Là một nhà văn hóa lớn, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, Tổng Bí thư luôn để lại ấn tượng sâu sắc về khí chất, cốt cách của một con người, một nhân cách văn hóa cao đẹp. Những điều đó được thể hiện không đao to búa lớn mà giản dị, nho nhã, khiêm nhường trong từng lời nói, cử chỉ, thực hành văn hóa, trong đạo đức và lối sống, nêu gương hàng ngày. Có thể nói là văn hóa là một trong những lĩnh vực mà Tổng Bí thư quan tâm nhất, trăn trở nhất, và cũng là một lĩnh vực Tổng Bí thư am hiểu sâu sắc nhất, với tư cách không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là một nhà văn hóa lớn. Cái sự trăn trở của một đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng với sự trăn trở này thì trăn trở ngay từ khi còn là tuổi trẻ, thì cái này làm cho tuổi trẻ có thể nói là xúc động, làm cho tuổi trẻ có thể nói như là một tấm gương để cùng nhau trăn trở, cùng nhau suy nghĩ. Và văn hóa là sự ngập của toàn Đảng, sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, mọi người phải cùng làm, chứ không phải mấy người làm văn hóa, thậm chí mấy người lãnh đạo làm mà được. Cho nên ông đặt quan điểm của ông là văn hóa phải được quan tâm. Trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 nói rất rõ là phải được quan tâm tương xứng với kinh tế, với chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn đậm nét tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 khi nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Đau đáu với văn hóa, trong suốt sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư đã có nhiều bài viết, bài phát biểu có tính khái quát cao, tổng kết lý luận và thực tiễn, khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới là những yêu cầu mà sinh thời Tổng Bí thư từng đau đáu. Việc xây dựng các hệ giá trị chính là cách củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, góp phần quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh phát triển bền vững đất nước. Tất cả những tư tưởng, quan điểm và giá trị thực tiễn của Tổng Bí thư đã được đúc kết thành kim chỉ nam cho cán bộ và nhân dân. Tất cả những cái thông điệp được Tổng Bí thư đưa ra trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 cũng như là các cái bài viết xuyên suốt ở trong cái quyển sách về văn hóa của Tổng Bí thư đã là cái kim chỉ nam, sợi chỉ đỏ cho những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa. Chúng ta biết được rằng quan điểm của Tổng Bí thư về vai trò của người dân trong cái sự phát triển văn hóa chính là một cái thông điệp rất là quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đặt người dân ở trong mọi sự phát triển, cả kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Vì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đặt vị trí của người dân vào trung tâm của sự phát triển thì lúc đó cái sự phát triển mới có thể bền vững được. Những quan điểm tư tưởng của Tổng Bí thư về văn hóa đã góp phần quan trọng để định hình nên tư duy, nhận thức của Đảng ta về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là nhận thức, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển của xã hội. Văn hóa luôn có vai trò quan trọng ngang hàng với kinh tế, chính trị. Quan trọng hơn là những nhận thức, tư duy đó đã được quán triệt, triển khai, vận dụng trong thực tiễn, đem lại những kết quả vô cùng to lớn, củng cố sức mạnh quốc gia. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấy là một nhà lãnh đạo, một nhà chính trị, một nhà văn hóa, một nhà tư tưởng. Phải nói là cái tầm vóc, phải nói là một tầm vóc lớn. Điều đấy không ai có thể phủ nhận được. Thứ hai, đồng chí là một cái nhà khoa học, có một cái tư duy phải nói rất là khúc chiết giữa hàn lâm và đời sống. Cho nên là đọc những cái bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng ấy, tôi thấy là cái hơi thở của đời sống ở trong đó. Nhưng ở trong đó thì cũng thấy được một cái hệ thống, cả cái quan điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về cái phát triển văn hóa của đất nước gắn với phát triển kinh tế xã hội, cùng của quốc phòng an ninh. Cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là một tấm gương văn hóa tiêu biểu của con người Việt Nam. Đó là cuộc sống thanh đạm, nhân cách lớn lao và đạo đức cách mạng trong sáng, có tinh thần yêu nước nồng nàn, tình đoàn kết quốc tế trong sáng. Chúng ta sẽ còn nhớ mãi lời Tổng Bí thư căn dặn: hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú của tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng.